Báo cáo với các bác, nhà em thì lúc nào cái bọn đuôi dài phượng hoàng đất mỏ đỏ này cũng có vài đôi. Vài đôi. Đấy. Bình thường thì em bán khoảng 1 triệu 2 một đôi. Nhưng mà có những hôm khuyến mại em chỉ bán 800 1 triệu một đôi. Các bạn đăng ký kênh các bạn biết là chương trình của em luôn luôn có những cái đợt tri ân khách hàng. Đây là những con mà đã cặp đôi đã ăn cám rồi. Thuần rồi. Hot zit chi chóe rồi.